Hey yo, hello em, xin chào em quay trở lại với kênh channel của Star Vinh nha. Mọi là mình đây. Ở trong video trước mình đã chia sẻ anh em những vị trí của MBC bí ẩn đang ở bên C1 rồi đúng không? Ở mình sẽ ở C2 và C1 luôn. Còn ở trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những MBC bí ẩn đang có ở bên C3, mà có thể rằng những bạn nào đang gọi là mới lên C3 anh em sẽ không biết, hoặc là những bạn đang ở C3 rồi và anh em vẫn chưa đến đó lần nào nha. Ok, chúng ta cùng tìm hiểu xem đó là những MBC nào nha anh em. Và khi mà anh em xem video mình, hãy cho mình xem một like và một đăng ký kênh. Chưa hết là comment tên của em lại để mình có thể ghi tên một bạn cuối video để mà cho em một lời mời các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung video thôi nào. Let's go. Và trước khi đến với cái nội dung của video ngày hôm nay thì có một thông báo mình muốn báo cho anh em luôn. Hiện tại là kênh mình đã đạt được là hơn 80.000 người đăng ký rồi. Và chúng ta cũng sẽ như thường lệ, mình sẽ giữ lời hứa là tạo event cho anh em chơi thì thông qua hình thức là trúng tìm thôi và random trái quỷ nha. Thì những bạn nào mà muốn tham gia mini game thì em hãy nhớ là đăng ký kênh lại để mà mỗi khi mình ra video hoặc là cái stream mà ao làng đó thì anh em sẽ nhận được thông báo nha. Ok, đó là cái thông báo mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với con NPC đầu tiên thôi nào. Thì đầu tiên con NPC mà nó gần cái khu vực này nhất đó chính là con NPC nằm phía sau của vực núi rùa nha anh em. Nó là con NPC sẽ giúp cho chúng ta là có thể lấy được cái cây song kiếm màu đen. Thì không phải là giúp cho chúng ta lấy được cây song kiếm màu đen mà nó sẽ mở cửa cho chúng ta vào để mà anh em vào, anh em nhận nhiệm vụ, anh em lấy song kiếm màu đen đó. Nhưng mà anh em không được mở cánh cửa này thì còn cái nịt nha anh em đó. Thì đây là con NPC đầu tiên nha. Và cái con NPC thứ hai chúng ta sẽ nằm ở bên khu vực farm của đảo rùa nha anh em. Nó chính là một cái ngôi nhà đấy, người ta là quen lúc nha. Thì cái con NPC này nó sẽ cho phép chúng ta, nó chính là một cái danh hiệu, chính là The Dog anh em à. Đó thì ngoài ra chúng ta sẽ phải là lựa chọn việc là mua một cái trái kỳ lò hay trái gốc két hiện tại á, với giá là 97 cơ bức. Và cái trái này nó không có tác dụng gì cho anh em cả, thì cũng giống như trái kỳ lò mà chúng ta hay dùng thôi nó, nhưng mà nó đắt hơn rất là nhiều nha. Nó lừa anh em thôi, chủ yếu là anh em nói chuyện lần đầu với nó anh em sẽ nhận một cái danh hiệu mới nha. Và cái con NPC thứ ba thì nó sẽ nằm ở khu vực, chính là từ vị trí của đội trưởng voi anh em đi hẳn vô chơi trong đây cho mình nha anh em. Thì chúng ta sẽ có một cái cây, thì theo mình nhớ là cái cây ở phía trong đây anh em, ngay phía sau của cái khu vực ngựa đông quân này nè đó. Thì chúng ta sẽ có một cái cây cây, anh em hãy lên đây thì chúng ta sẽ có ở chỗ này á, thì chúng ta sẽ có một cái khoảng trắng để cho chúng ta chui vào nha anh em. Phải cây này không ta? Đâu rồi, à đây 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 đây, chúng ta sẽ có một cái lỗ chúng ta chui vào. Thì trong đây chúng ta sẽ có một con NPC ở trong cái đáy xã hội nha anh em, đáy của cái gốc cây luôn đó, tên là Action Action Mon nha. Con này sẽ cho phép chúng ta là nâng cấp cái Super Human V1 sang V2, hay còn gọi là God Human á, mà hôm bữa mình đã có nói cho anh em rồi. Thì chính là chúng ta phải trả cho nó, hình như mình nhớ là 5 triệu Bali thì phải, rất là nhiều luôn. Và để mà lấy được cái vỏ này thì anh em bắt buộc á, là phải có tất cả các loại vỏ trong Dog Food, trừ cái melee mới của chúng ta trong update 21 ở update 20 hiện tại thôi. Còn những loại vỏ khác anh em phải bắt buộc là có tất cả, và cũng như là thức tỉnh lên V2 và 400 thông đạo hết thì anh em mới có thể là mua được cái gói thùng mình này nha anh em. Rất là khó luôn, cho nên là những bạn nào mà đã lấy được cái gói thùng mình này rồi thì anh em hãy điểm danh giúp mình nha, xem là có nhiều bạn lấy được hay không nha anh em. Ok, và con NPC thứ tiếp theo đó chính là nằm ở cái khu vực cổng vào của đảo rùa. Anh em hãy di chuyển vào đây cho mình và anh em vẹo cho mình bên phải nha. Thì con NPC này nó sẽ cho phép chúng ta, đó chính là lấy cái bỏ điện V2 nha. Ui, đầu xanh đây có cái gương này anh em, để tôi thử bằng mai xem là có gì không. Bởi nội không có gì cả. Thì anh em hãy đi qua cho mình cái cánh cổng có cái nấm sáng sáng nè. Đó thì chúng ta sẽ có một NPC nó rất là xa xa cách biệt so với những cái con NPC khác. Con này sẽ cho phép chúng ta là mua cái vỏ điện V2. Nếu mà anh em đã có vỏ điện V1 và đạt đủ thông thạo rồi thì anh em sẽ mua được cái vỏ này từ con NPC này nha. Thì vỏ điện V2 thì nó sẽ bắt anh em là trong vòng bao nhiêu giây đó anh em sẽ di chuyển về khu vực là dinh thự đảo rùa thì anh em mới có thể lấy được. Còn con NPC tiếp theo đó chính là con NPC tên là đầu chọc men nha anh em, mình tạm gọi là như thế đi. Thì con này nó sẽ cho phép chúng ta là mua cái haki V2 nha anh em. Đó, mua cái haki V2 để cho anh em có thể là có haki giống như mình nè, nhìn xa hơn và anh em có thể nhìn xuyên gọi là thống tất cả mọi thứ luôn, kể cả trái quỷ mấy thanh niên kia luôn anh em ạ. Thì con NPC đó nếu mà anh em nào mà muốn thức tỉnh haki V2 á, thì thứ nhất anh em phải gọi là đi lấy cho nó một cái vỏ trái cây, và haki V1 của anh em phải đạt 5.000 điểm né nha. Ok, và con NPC cuối cùng ở bên dinh thự của đảo rùa, ở khu vực đảo rùa thì chúng ta sẽ có con NPC này nha. Nó tên là Sừng Men nha anh em, nó hay còn gọi là Hornet Men. Con này thì nó sẽ cho chúng ta là một chuỗi nhiệm vụ để mà chúng ta có thể là lấy được cái gọi là haki, gọi là cầu vồng anh em, hay còn gọi là haki 7 màu á. Thì mình đã có clip mà hướng dẫn anh em cách lấy rồi, cho nên mà chưa lấy thì anh em có thể xem lại clip đó của mình nha. Cũng tôi nói dễ thôi, anh em sẽ kêu những con boss có trong cái map này
để anh em có lấy được cái haki này nha. Ok, và cái đảo tiếp theo mà chúng ta cần phải đặt chân đến đó chính là đảo bánh nha anh em. Ở đây thì chúng ta sẽ có tương đối là nhiều NPC, thì hình như mình nhớ là 3-4 con gì đó. Đầu tiên á, thì khi mà anh em đến cái đảo này rồi thì chúng ta sẽ từ bên cái khu vực mà bến thuyền đúng không, anh em hãy di chuyển qua cho mình bên trái và anh em qua dòng bên đây cho mình luôn. Chúng ta sẽ có một con NPC, nó sẽ bán cho anh em một cái vật phẩm, hay không phải vật phẩm mà là nó sẽ bán cho anh em một cái con chip. Con chip anh em để mở khóa cái rai đó chính là rai Phoenix nha, hay gọi là gai phượng hoàng á. Nó chính là xích sang tệt là nhào hoa học bị bệnh thì phải đó, nhảy hoặc bệnh tật. Ok, thì khi mà anh em nói chuyện với con này thì nó sẽ hỏi anh em là có muốn mua cái chip Phoenix với giá là 1000 nguyên thạch hay không đó. Thì anh em muốn thức tỉnh trái Phoenix 12 thì anh em hãy nhớ là lại con NPC này anh em mua lần đầu tiên. Sau khi mua lần đầu tiên xong rồi thì anh em sẽ đi về thạch pháo đài trên biển để mà anh em rai bình thường, hoặc là anh em về C2 anh em rai, nó sẽ không có vấn đề gì cả. Còn nếu mà anh em nào không mua lần đầu tiên từ con đó, anh em sẽ không ra được trái Phoenix V2 tự mình mua chip được đâu nha, nên là anh em lưu ý. Và con NPC tiếp theo ở bên đảo này á, chúng ta sẽ có là nằm ở khu vực trung tâm của cái đảo bánh. Đây chính là khu vực này, chúng ta sẽ có một cái tòa tháp nó khá là to. Anh em mới chui vào trong tòa tháp này thì chúng ta sẽ có một cái đường cho chúng ta đi nha anh em. Thì cuối đường này á thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái con NPC, thì con NPC này nó sẽ cho phép chúng ta là mua cái chip để mà ra trái bộ V2 nha. Đây chính là khe sáng tiệt nè anh em. Đó thì nó sẽ hỏi anh em là có muốn mua cái chip bột V2 ở chip bột với một cái mệnh giá là 1000 nguyên thạch hay không. Đó thì nó sẽ reset sau 2 giờ giống như là trái quỷ bình thường thôi. Đó thì anh em nào muốn mua thì anh em nhớ là nhấn vào đó đây mà nên mua. Thì con này thì nó cũng không có những vấn đề gì gọi là đặc biệt, cho nên chỉ cần mua lần đầu tiên, vì những lần sau anh em sẽ không cần phải là anh em mua nữa. Để mà vào được trong cái khu vực này thì anh em bắt buộc là phải có cái red key, hay gọi là chìa khóa màu đỏ anh em. Khi mà anh em đi docking cái con gọi là bột V2 á, con mà Katakuri V2, thì anh em sẽ có 100% là ra được cái chìa khóa nha. Đó anh em lưu ý. Và tiếp theo chúng ta sẽ có chính là cây đại thụ nha anh em. Ở bên cây đại thụ này chúng ta sẽ có là thứ nhất là một cái NPC mà bên C3 có và bên C2 cũng sẽ có luôn nha anh em, chính là Crew Captain. Thì con này nó sẽ cho chúng ta chính là mua slot của cái Crew của chúng ta lên. Ví dụ như là anh em đang có cái Crew là 15 slot thì anh em sẽ trả cho nó là 2000 phát mệnh để mà anh em tiến hành là mở rộng cái slot của Crew anh em lên. Cứ mỗi 2000 phát mệnh thì anh em sẽ được là tăng thêm một cái slot cho thành viên mới. Đó. Ví dụ như anh em nếu mà cái băng hải tặc của anh em á mà đầy rồi thì anh em nhớ là lại đây để mà anh em nói chuyện với nó và anh em mua cái slot thêm, chứ không thôi á là anh em sẽ không thể nào tuyển thêm thành viên được đâu. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có là cái con NPC nó sẽ nằm trên khu vực thức tỉnh trái quỷ, thức tỉnh tộc V4 nha. Bây giờ mình sẽ lên trên kia để cho đỡ mất thời gian nha anh em. Tới đây rồi sẽ nhiều anh em sẽ hỏi là anh ơi, tại sao mà con NPC này để cho anh em thức tỉnh tộc V4 mà tại sao lại để nó vô một cái danh sách đó chính là bí ẩn? Tại vì anh em mới lên C3 thì làm méo gì anh em biết những cái con NPC này. Nên là những bạn nào á vừa mới lên C3 thì anh em sẽ nên tìm hiểu những con NPC này đi. Thì trong quá trình mà anh em chơi á thì anh em muốn khám phá tất cả những sức mạnh của anh em ở bên gọi là Lockwood C3, anh em phải bắt buộc phải trải qua những con NPC này nha. Thì đầu tiên nó chính là một con NPC ở trên đỉnh của cây đại thụ, nó sẽ cho anh em là vào trong cái đền thờ cổ. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có tác dụng là giúp cho anh em là nâng tộc V4 nha. Và nếu mà anh em muốn thoát ra thì chúng ta cũng sẽ có con NPC tương tự để cho chúng ta đi ra đó. Ngoài ra thì ở trong đây thì chúng ta cũng sẽ có một con NPC nữa, thì nhiều bạn sẽ không để ý, nhưng mà nếu mà anh em có thức tỉnh tộc V4 mà full gear này kia thì chắc chắn anh em cũng sẽ biết thôi anh em. Mà đó chính là anh em đi thẳng vô đây thì chúng ta sẽ có một cánh cửa bí mật nha. Đây chính là một con NPC Action One. Thì con này sẽ cho chúng ta phép là mua cái gear để cho ta thức tỉnh tộc V4 full gear đó. Còn ở phía trên kia chúng ta cũng sẽ có một con NPC nữa, thì con NPC này nó sẽ cho phép chúng ta là nâng cái gear cho cái tộc V4 của chúng ta, có lại là chúng ta sẽ được thay đổi cái gear của tộc V4 nha. Đó thì đó là những con NPC ở bên cây đại thụ để cho anh em là có thể là thức tỉnh tộc V4, và những con NPC này là những con NPC có thể là giúp cho cái tộc của anh em trở nên là cực kỳ mạnh, và cũng như là giúp cho anh em là tăng sức mạnh tuyệt đối luôn trong lốc phút nha anh em. Ok, tiếp theo là một con NPC chúng ta sẽ được là gặp nó khi mà chúng ta muốn lấy cái đờ gai gông ta lo nha anh em. Thì con NPC này nó sẽ nằm ở đâu? Nó chính là mình nằm ở bên khu vực lâu đài bóng tối nha. Ở lâu đài bóng tối thì có tương đối là nhiều NPC, tuy nhiên thì những con NPC đó nó sẽ nằm ở những khu vực khá là dễ thấy, cho nên là mình cũng không đề cập đến làm gì nữa, mà mình chỉ đề cập đến những con NPC nào á mà chúng ta không đi tìm mà thì chúng ta mới chỉ sẽ không biết cái con NPC đó thôi. Ví dụ như là con đợi ông trên đây nè anh em. Đó thì cái con trên đây nó sẽ cho chúng ta đó chính là lấy cái mũi gồng V2.
tức là Uzot nha anh em. Đấy thì để mà lấy được cái vỏ rồng này á thì anh em bắt buộc á là anh em phải có vỏ vòng V1, và bên cạnh đó anh em phải random được một cái ngọn lửa, cái ngọn lửa mà có cái hiệu ứng giống như cái tay trên tay của anh đi này nè, thì anh em phải bắt buộc là dùng xương để mà anh em random nha. Thì cách random thì nó sẽ phụ thuộc là cái nhân phẩm của anh em thôi. Thì để mà random được thì anh em sẽ gặp con NPC tên là Deadkin ở bên khu vực là đâu là bóng tối nè. Thì để mà anh em có thể là chọn bất ngẫu nhiên và anh em dùng 50 xương để mà anh em random một lần. Khi nào mà nó ra được cái ngọn lửa màu đỏ là anh em đã thành công rồi. Ok, thì ngoài ra thì anh em có thể dùng cái phần thử bằng may này để mà anh em kiếm thêm xương. Ok, tiếp theo là một con NPC nằm ở bên cái đảo mới nha anh em. Thì con NPC này nếu mà anh em nào mà có úp những cái chỉ số cho là cái melee hay là những cái mà anh em đang sở hữu á, thì anh em sẽ biết con NPC này thì nó nằm ở bên khu vực của đảo mới. Thì con này nó sẽ cho anh em là nâng cấp cái chỉ số của những cái thứ mà anh em sở hữu lên. Ok, thì đó là nằm ở trên cái đỉnh của cái khu vực đảo này, đó chính là con Dragon Dragon Talon Say đó. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể nâng cái chỉ số của những cái vật phẩm chúng ta lên, ví dụ như Sogita nè, xong kiếm đen nè. Thì ngoài những con NPC mà mình vừa mới nói ra thì còn hai con NPC nữa mà mình đề cập cho anh em trong video này luôn. Thứ nhất là con Lord Food Dealer ở bên đảo bí ẩn nha. Thì con đó sẽ bán cho chúng ta trái quỷ trên đảo bí ẩn. Thì nếu mà anh em nào mà có trái đảo bí ẩn anh em đi tìm con đó thì nó sẽ bán cho anh em trái quỷ mà anh em muốn, với điều kiện là nó có bán nha, còn nếu mà không có bán thì anh em không mua được gì cả. Thì nó sẽ reset trái quỷ mỗi 2 tiếng một lần nha anh em. Ngoài ra thì chúng ta còn một con NPC nữa, đó chính là con NPC ở ngoài cái đảo băng của Leviathan á. Thì con NPC đó sẽ giúp cho chúng ta là kết nối giữa cái đảo băng và cái khu vực của Leviathan để cho chúng ta đánh combo Leviathan, để cho chúng ta có thể lấy được cái melee mới của giống như mình nha anh em. Ngoài ra con NPC cuối cùng trong gọi là nội dung video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có, đó chính là con NPC cho phép chúng ta lấy cái vỏ melee mới đó. Thì nó nằm ở bên khu vực này nè, anh em hãy đi ra phía sau của cái khu vực Tikia Boss cho mình. Thì nó sẽ nằm ở ở dưới một cái công trình này đó. Con này rất là kiểu như nó rất là bí ẩn luôn á. Ok, thì đó chính là Safi nha anh em. Thì để mà lấy được cái vỏ này thì anh em phải cần rất là nhiều nguyên liệu, và đặc biệt đó chính là trái tim của Leviathan nha anh em đó. Ok, thì đó là một số con NPC bí ẩn nhất ở bên C3 mà anh em không thể bỏ qua khi mà anh em bước chân qua cái vùng đất mới này nha. Anh em muốn phá đảo được con game này thì anh em bắt buộc là phải biết đến cái con NPC này, anh em mới có thể là phá đảo được. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu mà anh em nào xem đến khúc này rồi anh em muốn chưa like trên cái kênh thì hãy giúp mình một like và đăng ký kênh nha. Bây giờ chúng ta hãy random một bạn may mắn ở trong video lần trước thôi nào. Let's go. Để xem là hôm nay chúng ta sẽ có bạn nào được may mắn bực mình chọn trúng nha anh em. Thì những bạn nào mà muốn tham gia mini game anh em hãy comment một cái tên của anh em kèm theo một cái câu bất kỳ. Đó thì mình sẽ cho anh em một xì đó các bạn nha. Bạn này tên là Nguyệt Nguyên nè. Ok, bây giờ mình sẽ tìm tên bạn này nha. Do nick của mình đã hết slot các bạn rồi, cho nên mình kết bạn của cậu của nick con chiều nha anh em. Bạn tên là Trương nè. Đó thì mai mốt mình sẽ cố gắng là mình sẽ đăng ký cái server VIP cho cái nick con chiều, cho nên là những bạn nào mà có kết bạn với bạn chiều thì bạn em cũng sẽ được gọi là anh em cũng sẽ được chơi server VIP nha, cho nên là anh em cứ yên tâm. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu mà anh em có thấy con NPC nào bí ẩn mà mình vẫn chưa đề cập trong video này thì anh em hãy comment với phần bình luận để cho mình có thể là kiểm chứng lại xem là đúng hay không nha. Vì ở clip trước á thì mình vẫn còn một con NPC ở bên C2 này mà mình vẫn chưa có nói tới đó, thì không biết anh em có biết con NPC đó là cái gì hay không. Đó chính là con NPC Amin nha anh em đó. Con Gip Indra thì trong video này mình bổ sung lại cho anh em luôn, thì trong video trước mình không có để cho anh em mà đó. Thì đó chính là con NPC này nha. Thì con này sẽ cho chúng ta đổi màu sắc của cái kiếm Yogo của anh em thôi, chứ không có gì hết trơn á đó. Thì anh em nào mà có kiếm Yogo thì anh em sẽ biết con NPC này. Mình cũng mới biết thôi nè, mình cứ tưởng là ổng này ổng Seaborn anh em mà không phải nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt tại đây thôi. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ và hẹn lại anh em vào những video lần sau trên kênh mình nha. Bye bye. Sao bạn này biết mình làm clip luôn, sẵn tiện cho bạn này lên TV luôn anh em à. Ok. Ông biết tôi làm biết rồi, ông chào kìa anh em. Ok, cảm ơn mọi người nha. Anh em nào có kết bạn với mình thì anh em sẽ được lên TV giống như vậy nếu mà mình làm clip mà có anh em á. Ok, bye bye.